Sang tập 2, sau khi Mark và Steven đã gặp nhau, không khí của phim đã bớt bí ẩn mà chuyển sang hài hước hơn, với những thước phim của Mr. Knight còn được nhiều người hâm mộ so sánh với Deadpool. Tuy nhiên, đó chưa phải điều thú vị nhất về tập 2 của Moon Knight đâu. Phim vẫn liên tục đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ của Mark Spector với Layla, về mẹ của Steven Grant và cả một nhân cách khác của nhân vật chính. Hôm nay, hãy cùng chúng mình đi nhặt trứng và giải thích những chi tiết các bạn có thể bỏ qua trong tập 2 của Moon Knight nhé. Sau cuộc tấn công ở viện bảo tàng đêm hôm trước, Steven Grant bị đuổi việc và phải giao lại thẻ tên cho phía nhân sự. Hành động này ngụ ý cho việc nhân cách Steven buộc phải nhường quyền kiểm soát cho Mark Spector ở cuối phim. Trên bàn của nhân vật này có bức tượng mang hình đầu cá sấu. Có thể anh ta cũng thờ phụng thần Amit. Từ đây, chúng ta có thể suy luận tờ quảng cáo mà anh ta đưa cho Steven có thể sẽ đưa nhân vật chính đến với Arthur Harrow. Ở tập trước, dù Steven có nói gì thì Crowley cũng không cử động, khiến không ít người nhầm ông là một bức tượng thật. Tuy nhiên, đến tập 2, khi được Steven ôm, ông đã quay sang nhìn người bạn của mình. Trong truyện tranh, Crowley là một người đàn ông vô gia cư, đóng vai trò như nguồn tin từ đường phố, giúp Moon Knight giải quyết rất nhiều vụ án. Nhà kho của Mark Spector nằm ở số 43, có thể là cái nháy mắt với tập 43 của bộ truyện Mark Spector, Moon Knight, khi hiệp sĩ Ánh Trăng phải chiến đấu với những phiên bản giả mạo của những Black Knight, Daredevil và Darkhawk. Có thể, chi tiết này nhắc nhở khán giả rằng Mark đang phải chiến đấu với một phiên bản khác của chính mình. Bên cạnh con số 43 là mã QR mà mình nghĩ là rất ít ai có thể bỏ qua. Ở tập trước, nó dẫn tới tập 32 của bộ truyện Werewolf by Night, đánh dấu lần đầu tiên Moon Knight xuất hiện ở Marvel Comics. Còn ở tập này, mã QR dẫn chúng ta đến tập 33. Không biết ở những tập sau thì sao nhỉ? Hộ chiếu Hoa Kỳ của Mark Spector cho chúng ta thấy anh ta sinh ra ở Illinois, Chicago, chính là quê hương của nhân vật này trong truyện tranh. Bên cạnh đó, ngày sinh của anh là mùng 9 tháng 3, trùng với năm diễn viên Oscar Isaac. Chỉ có điều, Oscar sinh năm 1979, lớn hơn Mark 8 tuổi. Một điểm đáng chú ý nữa mà chúng ta rút ra được từ hộ chiếu của Mark là anh ta đã sống sót sau cái búng tay của Thanos. Bởi lẽ, sự kiện Infinity War diễn ra vào khoảng tháng 5 năm 2018, trong khi hộ chiếu của Mark Spector có tác dụng từ ngày 14 tháng 12 năm đó. Một điều khá bất ngờ với không ít độc giả truyện tranh là Mark Spector đã cưới Layla và anh ta đã yêu cầu ly hôn để bảo vệ vợ mình. Trong truyện tranh, Mark vẫn chưa kết hôn dù đã có con với Marlene Alron, nguồn cảm hứng chính để Marvel Studios tạo nên nhân vật Layla. Chi tiết Mark Spector có vợ sẽ nảy sinh một giả thuyết rằng nhân cách thứ ba của nhân vật này đã xuất hiện từ lâu. Trong tập 1, một cô hướng dẫn viên nhắc Steven về cuộc hẹn và chúng mình đã quy chụp người tán tỉnh cô nàng là Mark Spector. Tuy nhiên, xét theo việc Mark đã có vợ và thậm chí còn luôn muốn bảo vệ Layla, thì người tán tỉnh cô nàng kia rất có thể là nhân cách Jake Lockley. Từ tập đầu tiên, mẹ của Steven luôn có vẻ rất bí ẩn và ở tập 2 thì bà vẫn chưa xuất hiện. Steven cho rằng anh đang ở căn hộ của mẹ mình, còn Layla thì hỏi hai người đã liên lạc với nhau rồi à. Hai câu thoại này càng khiến mẹ của nhân vật chính trở nên bí ẩn hơn. Có thể bà đã qua đời và để lại căn hộ này cho anh ta. Trong khi đó, Mark không muốn sự thật này đến tai Steven vì lo sợ anh tìm ra thêm nhiều bí mật. Do đó, Mark đã giấu chuyện này đi và đóng giả làm mẹ để gửi thư cho nhân cách còn lại của mình. Về phía Layla, có thể cô đã thắc mắc khi không thấy chồng đề cập gì đến mẹ, còn Mark lại muốn che giấu sự thật nên chỉ giải thích đơn giản là hai người không nói chuyện với nhau nữa. Bài thơ mà Layla cùng Steven đọc là Les Séparés, dịch ra tiếng Việt là Ly biệt, nói về một mối tình đang tan vỡ. Đó là khi một người vẫn còn tình cảm nhưng đã quá xa nhau và biết không còn níu kéo được nữa, nên viết bài thơ này như một lời thỉnh cầu đối phương ngừng viết thư cho mình. Có thể những câu thơ đó phản ánh cảm xúc của Mark Spector trong quãng thời gian Layla liên tục gọi điện thoại cho anh. Cả Layla và Steven đều nhận tác giả của Les Séparés là nhà thơ yêu thích của mình. Có thể trong quãng thời gian bên nhau, Mark đã được nghe nhiều về nhà thơ này và cái tên đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cả anh lẫn Steven, dẫn đến việc nhân cách này đã vô thức tìm hiểu về Les Séparés và chủ nhân của nó. Phía sau Layla là cuốn sách Revealer of Secrets, nhiều khả năng là ám chỉ việc Mark Spector phải tiết lộ về chứng rối loạn đa nhân cách với vợ mình. Phía dưới là cuốn The Man in the Ice, người đàn ông trong băng, chắc chắn gợi nhắc chúng ta về Captain America. Hai cảnh sát đến gõ cửa nhà Steven tự xưng là Fitzgerald và Kennedy, chính là tên tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, John Fitzgerald Kennedy. Tuy nhiên, tên thật của họ là Bobby và Billy, có liên quan đến Moon Knight trong truyện tranh. Ở nguyên tắc, họ làm việc ở bệnh viện mà nữ thần Amit dùng để giam giữ Mark Spector. Và họ sẽ trở lại ở 4 tập tiếp theo. Nhiều khả năng sẽ phò tá Arthur Harrow đến Ai Cập để hồi sinh Amit. Tập hồ sơ về Mark Spector là số 1975, ám chỉ lần đầu tiên nhân vật Moon Knight xuất hiện trong truyện tranh Marvel. Đó là tập 32 của bộ truyện Werewolf by Night, xuất bản năm 1975. Phía dưới là cái tên Nick Pepin, trợ lý sản xuất trong Black Panther, Infinity War và Endgame. Sau đó, ông làm việc cho bộ phận sản xuất và phát triển trong những dự án gần đây của MCU như là Black Widow, Shang-Chi và Hawkeye. Moon Knight là phim mới nhất ông tham gia với vai trò mới và xịn hơn, là giám đốc sản xuất và phát triển. Arthur Harrow vẫn giữ thói quen lót thủy tinh vào đế giày từ tập đầu tiên.
Nếu nghe kỹ, bạn sẽ thấy tiếng bước chân của hắn có tiếng thủy tinh vỡ. Tại giáo phái của mình, Arthur nói chuyện với một cô gái bằng tiếng quan thoại. Kết hợp chi tiết này với tập tiền Trung Quốc trong túi của Mark Spector, thì liệu chúng ta có thể kết luận Moon Knight có liên quan đến Shang-Chi hay là Hội Thập Luân không nhỉ? Và liệu sự suy luận này của chúng mình có hơi racist không nhỉ? Đâu phải cứ Trung Quốc thì là Shang-Chi. Tại khu trại của Arthur Harrow có một cậu thanh niên tên là Victor đến từ Yucatan. Trong truyện tranh, hắn thực hiện những thí nghiệm bất hợp pháp cho Đức Quốc xã ở bang Yucatan của Mexico. Tiếp theo là đặc sản của vũ trụ điện ảnh Marvel, tiếp đất kiểu siêu anh hùng. Khác những Captain America, Black Widow hay Iron Man, cú hạ cánh của Mr. Knight không thành công cho lắm, bởi Steven vẫn còn rất bỡ ngỡ với sức mạnh mình sở hữu. Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Trong MCU, trong khi Mark Spector là Moon Knight thì Steven Grant trở thành Mr. Knight. Tạo hình này trông khá giống nguyên tác, nhưng có vẻ tính cách và năng lực thì lại khác hoàn toàn. Trong truyện, Mr. Knight là phần nhân cách rất thông minh, khôn khéo của Moon Knight. Anh ta thường xuyên kết hợp với cảnh sát để phá án như là một thám tử. Trong lúc đánh nhau với chó săn, Mr. Knight còn diện tư thế boxing, lại là một cái nháy mắt với nguồn gốc của Mark Spector trong nguyên tác. Tại đó, anh từng là một võ sĩ quyền Anh và còn tham gia đánh nhau bất hợp pháp để kiếm tiền. Trên xe buýt là tấm biển quảng cáo của Hội đồng Hồi hương toàn cầu, chuyên giúp đỡ nạn nhân từ cái búng tay Thanos tìm đường về với gia đình của mình. Hội đồng này đã xuất hiện trong The Falcon and the Winter Soldier và đây chính là minh chứng rõ ràng đầu tiên khẳng định Moon Knight cũng thuộc vũ trụ rộng lớn của Marvel. Phía trên nóc xe buýt là dòng chữ WBN0032, chính là tập 32 của bộ truyện Werewolf by Night, là lần đầu tiên Moon Knight xuất hiện trong truyện và còn mở màn như là một phản diện. Tuy nhiên, do những tác giả nhận thấy tiềm năng to lớn của nhân vật này nên đã biến anh ta thành phản anh hùng. Trong phân cảnh Moon Knight bị chó đuổi, chúng ta có thể thấy mặt trăng phía sau anh ngày một lớn. Có thể nó ám chỉ sức mạnh của nhân vật này đang tăng dần theo thời gian. Đáng chú ý, trong truyện, sức mạnh của Moon Knight cũng lớn hơn khi trăng tròn. Ở trạng thái bình thường, anh có thể nâng vật thể nặng khoảng 200 kg, còn vào ngày rằm, hiệp sĩ ánh trăng đạt trạng thái mạnh nhất và nâng được vật thể nặng đến 2 tấn. Có thể trận chiến cuối cùng của TV series này sẽ diễn ra vào ngày trăng tròn và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng gần như toàn bộ sức mạnh của phản anh hùng này. Trong phân cảnh hai nhân cách cãi nhau, Mark Spector liên tục đạp vào gương và bắt Steven phải im mồm. Có vẻ Oscar Isaac là người đầu tiên nói từ chửi thề này trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Thử nghe kỹ lại xem có phải Mark đang nói đúng dòng phụ đề này không nhé. Nếu chi tiết này là thật thì các bạn cũng đừng quá bất ngờ, bởi Moon Knight dành cho những khán giả trên 16 tuổi, trong khi nhiều phim khác chỉ xếp hạng PG-13. Mark phải hết lòng phục vụ Khonshu vì nếu anh thất bại, vị thần mặt trăng sẽ biến Layla thành nắm đấm của mình thay cho Mark. Tuy nhiên, trước đó, Arthur hỏi Steven rằng việc Khonshu chọn anh làm người đại diện là do tâm trí anh dễ dàng bị bóp nát hay nó vốn đã tan vỡ rồi. Với những gì đã thể hiện trong tập này, Layla có vẻ không dễ dàng bị quy phục như vậy. Có thể Khonshu chỉ đem số mệnh của cô ra để dễ dàng kiểm soát và thao túng Mark mà thôi. Khonshu không phải vị thần tốt 100% và có vẻ ông ta luôn cố che giấu điều gì đó khỏi Steven và Mark. Trong đoạn hội thoại giữa Arthur và Steven, ông ta đã ra lệnh như sau. Xét theo việc Arthur là người đại diện cũ của Khonshu, thì ông ta muốn đập vỡ khí quản của tên này, có lẽ là để hắn không nói thêm được gì, từ đó không tiết lộ được bí mật nào về Steven. Với việc bối cảnh phim đã chuyển sang Ai Cập, Moon Knight hứa hẹn sẽ có nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn hơn. Đồng thời, có thể phim sẽ giải đáp cho chúng ta về nguồn gốc của nhân vật Mark Spector và hành trình anh ta trở thành nắm đấm của Khonshu. Bạn nghĩ, ở tập sau, Arthur hay Mark sẽ đến ngôi đền của Emmett trước? Tên phản diện này liệu có thể hồi sinh được chủ nhân của mình? Cùng chúng mình đón chờ tập phim hứa hẹn sẽ rất sôi động vào thứ tư tuần sau nhé! Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! May the force be with you. Hasta la vista, baby.